Cô tiếp tục hướng dẫn các bạn giải bài tập số 21 trong sách giáo khoa trang 49, giải bài phương trình của An Khovarimi, xem sách giáo khoa toán 7 tập 2 trang 26. Thì các bạn thấy chúng ta có hai phương trình như thế này đúng không? A nhỏ x bình bằng 12x cộng 288, B 1 phần 12x bình cộng 7 phần 12x bằng 19. Vậy phương pháp giải của những phương trình này là gì? Thì chúng ta thấy nó chưa có dạng ax bình cộng bx cộng c bằng 0 đúng không? Vậy nhiệm vụ của chúng ta là gì ạ? Chúng ta phải chuyển những vế bên phải này sang vế bên trái để đưa về phương trình có dạng ax bình cộng bx cộng c bằng 0. Sau đó chúng ta dùng công thức nghiệm của phương trình bậc 2 để chúng ta giải. Có thể là công thức nghiệm tổng quát hoặc là công thức nghiệm thu gọn. Vậy bây giờ chúng ta sẽ vào lời giải chi tiết ạ. Lời giải chi tiết. Lời giải chi tiết. Câu A, các bạn có x bình bằng 12x cộng với 288. Thế thì cô sẽ chuyển toàn bộ vế phải sang vế trái, cô được x bình trừ 12x trừ 288 bằng 0 đúng không ạ? Vậy ở đây chúng ta nên áp dụng công thức nghiệm thu gọn, bởi vì sao? Chúng ta thấy B ở đây bằng trừ 12. Vậy chúng ta có là gì ạ? A bằng 1, B phẩy bằng trừ 6 và C bằng trừ 288 đúng không ạ? Vậy thì cô có delta phẩy, suy ra delta phẩy bằng B phẩy bình trừ đi AC, tức là bằng trừ 6 bình phương trừ đi 1 nhân với trừ 288. Vậy ở đây chúng ta có được là 36 cộng với 288, thu được kết quả là bằng 324, lớn không rồi đúng không ạ? Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt. Phân biệt đó là gì ạ? X1 của chúng ta bằng trừ B trừ căn delta phẩy. Vậy x1 của chúng ta bằng trừ b phẩy trừ căn delta phẩy trên a đúng không? Vậy cô có là bằng 6 trừ đi, ở đây chúng ta có căn delta phẩy là căn của 324 chia cho a, tức là chia cho 1. Vậy nó sẽ bằng 6 trừ đi 18 và bằng trừ 12. Thế còn x2 của chúng ta bằng trừ b phẩy cộng căn delta phẩy trên a, tức là bằng 6 cộng căn của 324 phần 1. Vậy nó bằng 6 cộng 18, đáp số thu được bằng 24. Đúng không ạ? Tương tự như thế với câu B. Câu B thì sao ạ? Câu B các bạn có là 1 phần 12x bình cộng với 7 phần 12x bằng 19. Vậy để tránh trường hợp mà có mẫu ở đây là 12 phức tạp hơn, thì cô nhân 12 vào cả hai vế thì cô sẽ thu được điều gì các bạn nhỉ? Cô sẽ thu được tương đương với x bình cộng 7x bằng 19 nhân với 12, ta được bằng 228. Chuyển vế, cô thu được phương trình là x bình cộng 7x trừ 228 bằng 0. Vậy lúc này thì cô sẽ tính delta đúng không ạ? Cô sẽ tính delta bằng 7 bình trừ đi 4 nhân 1 nhân trừ 228. Vậy đáp số thu được bằng 49 cộng 912, tức là bằng 961, lớn không rồi đúng không ạ? Vậy thì chúng ta kết luận là gì ạ? Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt. Đó là gì ạ? X1 bằng trừ B cộng căn delta, tức là cộng căn 961 trên 2A, tức là trên 2. Vậy đây chúng ta sẽ thu được là trừ 7 cộng 31 trên 2 và bằng 12 đúng không ạ? X2 của chúng ta sẽ bằng trừ 7 trừ đi căn của 961 chia cho 2, tức là trừ B trừ căn delta chia cho 2A đúng không? Bằng trừ 7 trừ 31 trên 2 và đáp số thu được bằng trừ 19. Vậy là các bạn đã giải xong bài tập số 21 sách giáo khoa trang 49.